ghe này ở biển hả? Ở sông em? Ở biển anh ạ. Ở biển hả? Nghề này em bán lâu chưa? Em á, em bán 1 năm. 1 năm rồi hả? Nhưng mà mẹ chồng em bán á, phải 20 năm nay rồi, hơn 20 năm nay rồi. À, bị dữ vậy hả? Mẹ em bán lâu rồi. Mẹ em đâu rồi? Nghỉ rồi hả? Em mấy hôm nay có ít hàng nên là em chưa ra. Vậy hả? Em bán một mình thôi hả? Con họ, xin hỏi em mấy tuổi? Em á, anh bán em bao nhiêu? Khoảng 23, 24 tuổi. 26. 26 rồi hả? À. Có chồng chưa? Em có chồng. À. Chồng đi làm hả? Chồng em đi làm. À. Có con chưa? Chưa. Chưa có con. Ủa, cưới đâu không có con? Em mới cưới hả? À, mới cưới hả? Cầu đất, 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 cầu